Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay xin phép cho Minh bịt khẩu trang, tại vì Minh quay ở ngoài công viên và tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp. Đó, bịt khẩu trang để mình review. Rồi thì bây giờ thì trước mặt anh em đây sẽ là tiền ít mà hít khối thơm luôn. Xe này có thể nói là chủ xe rất là kỹ và bao đẹp luôn. Z800 không ABS, chỉ có 165 triệu thôi nha anh em, không có thể bớt được nữa anh em. Cái con này còn nhiều đồ chơi lắm, nhưng mà những đồ chơi trên đây là mình sẽ liệt kê, mình sẽ cho anh em ví dụ như là bi cầu, ốc titan, rồi smoky, chìa khóa thông minh đó. Còn cái bộ cổ, nó có một bộ cổ full titan nữa, anh em nào mua sẽ bớt nửa giá luôn. Bộ cổ full titan này chủ mua gắn được 15 ngày. Gắn được 15 ngày là tháo ra luôn, tại vì chủ lên Z1000 đó. Thì bây giờ cái bộ cổ đã tháo ra rồi, anh em nào mua thì sẽ nửa giá. Hello anh. Rồi ok, bây giờ anh em tập trung xem clip ha. Rồi, thì anh em thấy xe sao? Như mình thấy xe rất là đẹp đây. Đây là con Z1000 mà chủ xe lên rồi nè. Con này là chính Minh tìm luôn cho chủ xe luôn. Đó, rất là đẹp anh em thấy không? Quay cận cho anh em xem. Sẵn cho anh em nghe tiếng bô luôn nha. Đó. Để bình về số mo cho anh em nghe. Đây, tiếng bô của Z1000. Bên đây có Z9 luôn. Đó, cho anh em so sánh nha. Thì trong ba con này là con Z9 là con nhẹ nhất. Z1000 vẫn là con nặng nhất nha. Z8 nó có nặng nhưng mà nó vẫn thua Z1000. Theo Minh là người cảm nhận ở đây. Và Minh có ba con xe luôn, Minh sử dụng và Minh biết, Minh chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho anh em. Chứ nhiều anh em nói Z8 nặng hơn Z1000 làm gì có. Tôi dắt là tôi thấy là Z8 nặng hơn à. Đó, đây là người có xe, người ta sẽ chia sẻ lại cái kinh nghiệm đúng. Và ba cái xe này là của mình, thì mình cảm nhận mình thấy là con Z8 nó vẫn nhẹ hơn là Z1000. Rồi, thì bây giờ mình tập trung vô con Z8 này để cho những anh em cần mua, anh em nghiên cứu. Thì đầu tiên đi, thì mình sẽ nói là cái bộ tem này ở bên trong là không có chày xước gì nha anh em. Nếu như mà ở bên trong mà chày xước á, tại vì bộ tem này chính tay Minh dắt chủ xe đi dán. Nếu như ở bên trong có chày xước á, anh em trả xe lại, Minh lấy rồi, trả xe lại luôn. Cái này là bộ tem này là bộ tem xịn luôn, cho nên Minh không muốn lột ra, anh em là muốn lột ra thì lột luôn. Con này là nó màu cam đen nha anh em. Bản này là 24 nhưng mà mua năm 2015. Mua lúc tháng 5 2015 á. Con này order hiện tại 13.000. Bản này là bản không ABS nha anh em. Rồi, thì về nói về nước sơn đây, nước sơn dinh hết. Nếu như mà lột ra mà chạy suốt gì á, anh em trả xe lại, Minh mua lại luôn. Đó, rồi tiếp theo là những cái món đồ chơi mà chủ xe để lại cho anh em, đó là smoky. Đưa cho anh mượn cái chìa khóa smoky em đang giữ. Smoky này lên cũng tốn tiền lắm á anh em. Đó, đây, đây là cái chìa khóa để mở bình xăng ha. Đó, anh em thấy chưa, ở trong nó là màu cam đen nha, chìa khóa để mở bình xăng. Đó, đây là smoky, khi anh em đứng gần nó là anh em có thể mở được. Đây, rồi mở lên nè à. Rất là tiện lợi, rất là đỡ trộm cướp nha. Cho nên vì sao mới nói con xe này con xe rẻ và ngon.
Để nói dàn ngoài trước đây, chút sẽ nói bên trong cái dàn máy cho anh em nghe. Còn cái bô này á, là chủ xe đã lấy lại cái bô rồi nha. Tại cái bô nó tới 15 triệu mấy. Bộ cổ nữa 15 triệu là 30 triệu. Anh em nào mua thì sẽ để lại nửa giá thôi, nguyên bộ cổ Titan luôn. Nhưng mà bây giờ chủ xe sang lại mới bán giá rẻ như vậy. Còn những món này đang review là những món cho tặng anh em. Còn cái bô này là Minh gắn vô á. Rồi thì sờ mắt cây này, bây giờ tắt sẽ nhấn 4 lần. Đó, anh em thấy không, đẹp không? Quay cận cái sờ mắt cây cho anh em xem. Đó, vàng ốc Titan nè anh em. Đó là cái này là chủ xe cho anh em hết. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái bộ bi cầu. Bi cầu này chủ xe chia sẻ là lên là 7 triệu. Bi cầu có tích hợp xi nhan. Đó, đây mở xi nhan cho anh em xem. Đó, thấy chưa? Xi nhan nè. Đó. Đó. Rồi, tắt. Rồi, tiếp theo là cái sơn cái mâm này 4 triệu nha anh em. Sơn loại xịn đó anh em. Minh là sơn loại xịn màu Titan. Rồi. Rồi, tiếp theo là vô cộng dây sơn. Xịn luôn. Anh em quay cho anh em biết, nhìn là xịn rồi. Những cái món này là cho anh em. Đó. Rồi, trắng bùng. Xe hiện tại là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đuôi là tích hợp xi nhan luôn nha anh em. Cái đuôi này là tích hợp xi nhan luôn nè. Đó, anh em nào xem xe cận cảnh mới biết nó đẹp cỡ nào. Ở trong là không có chày xước hay là té ngã gì luôn nha anh em. Nếu như mà anh em phát hiện là trả xe, Minh mua lại con này luôn. Rồi. Thì tiếp theo là dàn bên trong. Bên trong mới nhức nách. Người ta có tiền người ta chơi xe cũng hay nữa. Có thể nói là cái bạn này má vừa bịt khẩu trang vừa nói nó ngợp thở ghê luôn á. Muốn nín thở liền anh em. Đó. Thì có thể nói là cái người bạn của Minh á là mập lớn á, anh em hay gọi mập lớn á, chơi rất là đẹp. Lọc nhớt mới nè nha, lọc nhớt mới thay chưa đi luôn. Và ở trong là nhớt Motul 300V là chưa đi luôn, thay mới luôn anh em. Là mới thay là cỡ 2 triệu mấy đúng không ạ? Bữa là thay 2 triệu mấy đúng không? Ừ, thay nước mát mới luôn nha. Là thay luôn nước mát, tổng cộng hết là 3 triệu anh em, giờ chỉ đi thôi. Con xe này cực kỳ đẹp luôn và Minh bán cho anh em có duyên. Xe này không đẹp là Minh mua, anh em qua mà thấy không đẹp là anh em có thể đi về. Nè, ốp lốc máy nè, ốc Titan nè, toàn bộ nè anh em. Đó, không có gì để bàn cãi hết. Con này còn full bộ cổ Titan nữa. Nhưng mà vì lý do là muốn bán cho anh em giá 165 triệu cho nên tháo cái bộ cổ Titan đó ra để xuống giá này. Còn anh em nào mua thêm á, mua bộ cổ Titan đó thì chủ xe sẽ sell nửa giá cho anh em luôn. 15 triệu sale xuống còn 7 triệu rưỡi thôi. Đó. Kính chắn gió này mới luôn nha anh em. Kính mới luôn nha. Cái kính cũ nó ở nhà mình còn. Rồi còn gì để nói nữa không? Vỏ này là thay mới luôn nè. Còn chấm nè, mới thay luôn anh em. Đó. Bảo vệ chắn bùng nè. Đó. Bộ tem này tháo ra là không một ít chạy xước nha anh em. Đó. Rồi anh em coi đi, còn gì để chê nữa. Với mấy cái giá này mà mua con xe này là quá hời luôn á. Đảm bảo quá hời, 165 triệu. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, giờ đó chỉ quay cho anh em xem thôi. Rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại cho Minh 0916640653 hoặc là tới tận nhà Minh để xem xe. Đó là địa chỉ 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em nào mà không biết địa chỉ cứ lên Google search Minh Biker là ra. Đó. Rồi ở đây có so sánh cho anh giữa Z8, Z9 và Z1000. Em làm mẫu giùm anh được không? Vô ngồi xe thôi. Còn thôi cầm điện thoại ấy quay ấy. Cầm thoại quay cho anh Thi vô làm mẫu. Sẵn cho anh em lựa luôn. Rồi đây, mình sẽ nhờ đứa em mình. Thì bây giờ á, em ngồi với 8 đi. Ngồi với 8. Rồi. Ngồi với 8. Lên. Rồi. Xong chưa? Cảm nhận được chưa? Rồi qua ngồi với 9. Được chưa? Rồi qua ngồi với 1000. Ngồi xong đi anh sẽ nói cho nghe.
quay gần luôn nè. Rồi thì trong ba con xe em cảm nhận là con nào nặng nhất? Em cảm nhận là Z1000 nặng nhất. Z8 tới Z8 rồi tới Z9 nhẹ nhất. Tới Z9 là nhẹ nhất rồi. Thì em chạy ba con này rồi em cảm thấy sao? Có phải là Z1000 là chạy bốc nhất không? Nếu em tính ra thì em thấy Z9 nó giọt để ba khỏe hơn. Z9 để ba khỏe hơn, nhưng mà Z1000 chạy sao? Z1000 thì chạy sướng. Chạy sướng đúng không? Đúng rồi, gốc tư thế lái sướng. Rồi ok. Rồi có Z8 là hiện tại giá rẻ nhất mà Z8 sẽ bền nhất. Mình thấy Z8 rất là bền nha anh em. Z8 rất là nồi đồng cối đá luôn. Z8 vẫn nhẹ hơn Z1000 và nó vẫn tiết kiệm xăng hơn Z1000 nha. Rồi bây giờ thì cái màn cuối cùng là sẽ đề luôn ba chiếc xe lên cho anh em nghe. Đề giùm anh con Z9. Đây là Z8. Z1000. Đó, đây là ba tiếng của ba con Z đề lên cùng một lúc. Anh em nghe đây. Rất là nhức nách luôn, bồi rất là nhức nách. Rồi ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.